không có năm loại mắt có thể nắm bắt được, cũng không có sáu phép thần thông có thể nắm bắt được, không có mười lực Phật có thể nắm bắt được, cũng không có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng có thể nắm bắt được, không có pháp không quên mất có thể nắm bắt được, cũng không có tánh luôn luôn xả có thể nắm bắt được. Không có trí nhất thiết có thể nắm bắt được Cũng không có trí đạo tướng trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được không có quả dự lưu có thể nắm bắt được cũng không có quả nhất lai bất hoàn a la à hán quả vị độc giác có thể nắm bắt được không có tất cả hạnh đại Bồ Tát có thể nắm bắt được, cũng không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, không có pháp sắc phi sắc có thể nắm bắt được, cũng không có pháp hữu kiến vô kiến, hữu đối vô đối, hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi có thể nắm bắt được, không có 32 tướng đại sĩ có thể nắm bắt được, cũng không có 80 vẻ đẹp phụ thuộc có thể nắm bắt được này thiện hiện các đại bồ tát chẳng vì đạo giác ngộ cao tột mà cầu hướng đến quả vị giác ngộ cao tột chỉ vì bản tánh không của các pháp mà cầu hướng đến quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện bản tánh không ấy khoảng trước sau giữa thường bản tánh không chưa từng chẳng không các đại bồ tát an trụ bản tánh không ba la mật đa vì muốn giải thoát các loại hữu tình chấp tưởng hữu tình và tưởng pháp hành trí đạo tướng đại bồ tát ấy khi hành trí đạo tướng tức hành tất cả đạo đó là đạo thanh văn hoặc đạo độc giác hoặc đạo Bồ Tát hoặc đạo Như Lai này thiện hiện đại Bồ Tát ấy đối với tất cả đạo đã được viên mãn liền có thể thành thục hữu tình được giáo hóa cũng có thể nghiêm tịnh sở cầu là cõi Phật lưu các hạnh thọ mạng đến khi chứng quả vị giác ngộ cao tột đã chứng quả vị giác ngộ cao tột rồi có thể khiến Phật nhãn thường không đoạn hại Phật nhãn là gì? Tức là bản tánh không gọi là Phật nhãn này thiện hiện như lai ứng tránh đẳng giác ở quá khứ tất cả đều dùng bản tánh không làm phật nhãn như lai ứng tránh đẳng giác ở vị lai tất cả đều dùng bản tánh không làm phật nhãn như lai ứng tránh đẳng giác hiện tại ở vô biên thế giới trong mười phương tất cả đều dùng bản tánh không làm phật nhãn này thiện hiện nhất định không có như lai ứng tránh đẳng giác nào lìa bản tánh không mà xuất thế chư phật xuất thế đều nói nghĩa bản tánh không hữu tình được giáo hóa cần phải nghe phật nói lý bản tánh không mới có thể nhập thánh đạo chứng quả thánh đạo lìa bản tánh không không có phương tiện nào khác cho nên này thiện hiện các đại bồ tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột cần phải an trụ vững vàng lý bản tánh không tu hành bát nhã ba la mật đa và hạnh đại bồ tát khác nếu an trụ vững vàng lý bản tánh không tu hành bát nhã ba la mật đa và hạnh đại bồ tát khác thì chẳng bao giờ thối thất trí nhất thiết trí